Thưa quý vị, vào chiều ngày 31 tháng 8 trên địa bàn thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã xảy ra vụ cháy tiệm sửa xe máy khiến ba mẹ con bị mắc kẹt. Người dân địa phương và lực lượng phòng cháy chữa cháy đã đến hiện trường để dập lửa kịp thời. Tuy nhiên, người mẹ và một người dân đã tử vong. Thời điểm xảy ra cháy nhà, ba mẹ con chủ nhà mắc kẹt bên trong. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phun nước và cứu ba mẹ con ra ngoài. Khoảng 15 phút sau, đám cháy đã được khống chế. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp cận và đưa cả ba ra ngoài, tuy nhiên người mẹ tử vong ngay sau đó. Ngoài ra, một người dân ở bên cạnh khi lao vào cứu người cũng bị điện giật tử vong. Tại hiện trường, tiệm sửa xe máy cháy rụi, mái tôn đổ sập xuống. Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận và Công an thành phố Phan Thiết cũng có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu người cứu nạn. Một trong hai nạn nhân còn đang cấp cứu là bé trai được đưa ra khỏi đám cháy đầu tiên. Theo đoạn clip được chia sẻ, để giữ mạng sống cho bé trai nám đen khắp cơ thể vừa được cứu ra khỏi đám cháy, nam chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã dùng mọi cách sơ cứu ban đầu ngay trên xe cứu thương và chạy đua với thời gian để cứu cháu bé. Hành động đẹp của chiến sĩ phòng cháy chữa cháy ôm cháu bé sơ cứu ngay trên xe cứu thương đang được lan tỏa mạnh mẽ, gây xúc động mạnh trên cộng đồng mạng xã hội. Và hiện nay, Công an tỉnh vẫn đang phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.